Bây giờ phải cực kỳ cẩn thận tại vì cái màn hình này nó rất là mắc và mình không có muốn bị rơi chút xíu nào. Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mọi người trở lại với kênh của mình là Usmati. Ở Đinh Tiên ngon á. Và ngày hôm nay tụi mình đã có một cái buổi rất là... Mà nói sao ta? Hôm nay mình đã có một cái ngày kiểu gọi là sóng gió bão bùng không? Ngày hôm nay là một ngày khá là bận rộn đối với mình. Tại vì thực sự là ngày hôm nay là ngày chuyển nhà của tụi mình. Và tụi mình đã có rất là nhiều thứ đã phải làm trong cái ngày hôm nay. Và cảm ơn anh Sơn đã giúp cho mình cả ngày hôm nay để có thể đi quay rồi. Trước khi bắt đầu video, mọi người hãy nhớ ấn like, share, subscribe cho ủng hộ kênh của mình rất là nhiều nhé. Và mọi người hãy nhớ là nếu mấy bạn là người mới, hãy nhớ ấn nút subscribe và ấn luôn cái chuông bên cạnh nút subscribe để có thể nhận thêm nhiều thông báo cho channel của mình nha. Mọi người hãy nhớ like fanpage, like Instagram, follow Instagram, Facebook cá nhân của mình nữa. Qua không anh mà không quảng cáo kênh của anh à? À, mấy bạn hãy nhớ follow cho anh Sơn Đù, cái người mà chở mình đi mua màn hình cả ngày hôm nay. Đúng rồi. Tất cả mọi thứ thì do anh Sơn Đù. Anh Sơn Đù. Anh Sơn Đù ơi. What? Em nhờ anh cái yeah. Anh gõ vô cái màn hình một cái cho em chuyển cảnh nè. Hello, chào tất cả mọi người. Mình bị điên cái mày. Thì ngày hôm nay tụi mình đã đi mua màn hình máy tính với nhau. Thì bây giờ mình sẽ cho mấy bạn coi được cái đoạn video mà tụi mình đã đi mua màn hình nha. Ok, let's go. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi mua đồ, mua sắm cái kiểu đồ cho nhà gia đình cái kiểu. Thì bây giờ muốn break out cái outfit của mình thì mình cái áo màu vàng, một cái quần màu đỏ, một cái nón len và một đôi giày boot rất là phù hợp khi mà đi rất là phù hợp khi mà đi những cái ngày đông tuyết cũng là Sài Gòn. Ngày hôm nay thì bạn nhìn thấy, bạn thấy Sài Gòn rất là lạnh, Sài Gòn cực kỳ lạnh. Thì bây giờ mình sẽ let's go đi thôi. Cửa tối ngủ không giờ khóa hả? Thằng ăn chậm nó vác cái tủ lạnh ở ngoài này luôn. Thằng ăn chậm nó vác cái tủ lạnh ở ngoài này. Cái máy vác ở ngoài này luôn. LG à? Cũng đẹp nè. Đó, cái này nó cái này. Ủa cái này nhìn sang nè. Mà đồ phân giải nó mà lớn á. Cái này đồ phân giải nó đang là QHD không? Em thấy không? Đồ phân giải cái nút cái nó bé tí không? Bé không? Ừ. Cái tí luôn. Đây, icon nó bé này này. Đó, bé tí luôn. Cái này mà cái này á là bình thường. Cái này mà kiểu dạng mà mình có đeo á, nó xoay được dọc á. Em thấy sao? Em thấy ok. Ôi okay. Thẻ có vấn đề rồi, thẻ hỏng rồi. Giờ thì tính toán rồi. Đấy chưa, giờ đi mua đồ đắt tiền mà không cài được thẻ này, nhục chưa? Hay à mẹ, đi mua đồ mà không có tiền các bạn ơi. Hay là mua sạc quần thế nào, ông tốn mà đúng thời gian. Thẻ tôi hết tiền rồi. Đếm tiền. Đó, chính giữa 100 và hai đầu là hai tờ 500, chúng ta sẽ có được một cộng 500. Chết tiêu. Sao nó thành 6.666.000 nữa đẹp. Ờ. 64. Giờ ra ngoài mua thêm hai cục kẹo 2.000 bỏ vô đủ. Mau ơi. Đi đâu đây em ơi? Hả? Đi đâu đây? Đi test màn hình anh, test cái màn hình ra. Hè rồi sao lại đi test màn hình? Hả? Đây buổi hè phải nghỉ ở nhà chơi chứ sao lại đi test màn hình là sao? Nó về rồi. Ok, bây giờ phải cực kỳ cẩn thận tại vì cái màn hình này nó rất là mắc và mình không có muốn bị rơi chút xíu nào. Ui. Bị lừa rồi nha. Bên này đây. Cái này có cái gì trong này đâu. Xong rồi. Giới thiệu các bạn,
bàn làm việc của mình, màn hình mới. Tối hôm nay tụi mình đã chuẩn bị cùng nhau đi ăn. Tối ngày hôm nay tụi mình đã cùng nhau đi ăn lẩu với nhau và cái chầu này và anh chuối nói là anh chuối bao, nhưng mà anh chuối quên đem tiền theo cho nên là rốt cuộc mình phải trả cái chầu này. Cái chầu này khá là chua. Bữa nay anh bao đúng không anh chuối? Ok. Trời, tiền bạc đối với anh không thành vấn đề anh em mà nè, trời ơi. Ủa chết cha rồi, kêu qua đây ăn mà không có cách nào vậy ba? Không có hai vé số ba. Rồi chừng nào nó trúng? Ngày mai dò lại trúng. Rồi cái chầu này ai trả? Chầu này hả? Adu. Ồ. Adu. Đây có cái bật lửa nè ba. Ồ. Ồ. Để đút lửa cho tay coi. Đang nhìn mấy cái bàn bên kia kìa, quá trời luôn, người ta để là quá trời nhiều đồ ăn luôn. Ở đây quá trời dễ luôn. Còn bên tôi nè, đồ ăn đâu hết rồi? Đồ ăn của tôi đâu? Đồ ăn tôi mất tiêu rồi. Ok, dĩa thịt đầu tiên. Dĩa thịt đầu tiên trong một đống thịt. Ồ, thịt của tao. Rồi xong luôn. Xong bà. Con thịt bự mà sao gấp lên con thịt bé xíu vậy? Nó chín bà đó rồi, mày ăn luôn đi, mày ăn giọng mày luôn đi. Mấy bạn ơi, mình vừa tìm một con cá và trong con cá nó có cái này các bạn. Cái này gọi là cái gì ta? Cái này gọi là bàn tay của cá mấy bạn. Cái này gọi là bàn tay của cá. Ở trong con cá nó sẽ có một cái này người ta gọi là bàn tay. Con cá dùng cái này để ăn bít tết đồ đó. Bây giờ mình sẽ uống hết cái ly nước này và sẽ chút cái đống này vô. Ừ, hôi giờ cay sắp mặt lên má rồi. Ok, bên đây ớt luôn, tao sẽ ăn một cái ớt này. Ok, mình sẽ uống hết cái chén nước này. Anh chối à, anh chối, em sẽ uống hết cái chén nước này cho anh coi. Anh tin không? Để coi. Để tao uống. Người lý. Chén này chén gì? Chén nước cay anh, siêu cay luôn. Siêu cay hả? Ờ. Uống thứ nào ta? Nhớ like và subscribe cho mình nha. Nhớ subscribe cho mình nha, mình là Olympi nè. Bú, 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 bú cái gì mà bú? Ok. Thì sau cái buổi ăn thì tụi mình đã về đây và sẽ có một cái video review cái nhà. Nếu mà lúc mà cái phòng tụi mình làm đẹp hơn thì tụi mình sẽ review cho mọi người coi. Thì ok, nếu mọi người thích video này hãy nhớ ấn like, share, subscribe và ủng hộ cho channel của mình và cho channel của thằng Bảo. Ok, thì hẹn mọi người vào những video lần sau. Nếu bạn là người mới hãy nhớ ấn nút subscribe và nhấn luôn cái chuông kế bên cạnh nút subscribe để ủng hộ cho mình. Thì hẹn gặp lại mọi người vào những video lần sau. Mình bye bye. Bye bye, let's go.